Bạn ơi, phải biết chăm sóc trái tim mình, chăm sóc những cảm xúc trong mình. Khi những suy nghĩ chán đời, bất mãn, chán trường khởi phát, ta hãy hít thở thật sâu. Thở vào, ta nói với trái tim ta là ta biết trái tim đang đau khổ. Thở ra, ta nói ta sẽ chăm sóc trái tim ta, sẽ lắng nghe nỗi khổ, nỗi chán trường mà nó đang có, bằng cách theo dõi hơi thở và nói thì thầm với trái tim như vậy. Bằng sự có mặt hết lòng, bằng sự hiểu biết và thương yêu, ta sẽ có an lạc, những cảm xúc tiêu cực sẽ được lắng dịu. Nhiều lúc ta thấy mọi người xung quanh chưa đủ hiểu mình và ta chưa thực sự tin tưởng mọi người, nên đôi khi ta thấy cô đơn và lạc lõng, thấy trong mình có những nỗi buồn, chán nản. Phải biết thương mình, thương trái tim mình. Hãy mở rộng trái tim của mình ra để chơi và có mặt với những người xung quanh, quan tâm tới những người thân yêu trong gia đình mình. Đó là cách làm cho mình thêm yêu cuộc sống và thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa. Tưởng tượng một sáng mai thức dậy, những người thân yêu đó không còn hiện diện trong đời ta, chắc chắn ta rất đau khổ. Vậy thì bây giờ họ vẫn còn bên ta, ta hãy tập trân quý họ và thưởng thức sự có mặt của họ. Thật sự cuộc sống rất mầu nhiệm, con người rất đáng yêu, nhưng mình chưa cảm nhận hết mà thôi. Vẻ đẹp mầu nhiệm của cuộc đời luôn có sẵn, biết bao nhiêu người thương đang ở bên ta. Vấn đề là trái tim ta có cảm nhận và yêu thương được hay không mà thôi. Để chăm sóc trái tim, hãy chấp nhận những yếu kém của chính bản thân mình, dám đối diện sự thật, không chạy trốn nó, ôm ấp tất cả bằng tình yêu thương và sự biết ơn. Khi đó, mình sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn, chất liệu từ bi sẽ có cơ hội được bồi đắp. Cho nên, bất kỳ ở đâu, mình cũng có khả năng sống tốt và xử lý những cảm xúc tiêu cực của mình bằng cách nhận diện, có mặt, ôm ấp bằng cả trái tim thấu hiểu và yêu thương. Hiểu và thương là hai yếu tố căn bản của hạnh phúc. Nếu không có hiểu thì sẽ không có thương. Muốn thấu hiểu người khác, trước hết phải thấu hiểu chính mình. Lắng nghe mình trước, rồi sau đó mình lắng nghe để hiểu được người kia. Cái hiểu càng lớn thì cái thương càng sâu. Tình thương là điều quý giá vô cùng. Ta không thể nhân danh bất kỳ điều gì để hủy hoại tình yêu thương. Mỗi người đều có quyền được thương, quyền được yêu, cho dù họ là ai và họ phải sống trong hoàn cảnh nào. Ta cần học hỏi để nuôi dưỡng và bảo vệ tình yêu thương đó.